giới. Một La Mã mở đề: Con người là đối tượng của đạo Phật, bao nhiêu luật, bao nhiêu pháp môn, Đức Phật đều vì con người lập bày, đem lại sự an vui, hạnh phúc cho con người, là mục tiêu chánh yếu của đạo Phật. Song quan niệm đạo Phật không phải được nhiều của cải, nhiều tình yêu, vân vân, là con người có hạnh phúc. Hạnh phúc là người sống biết tiết chế, biết tôn trọng hạnh phúc của mọi người, biết thành thật thương mến nhau. Một dân tộc văn minh là biết tôn trọng sinh mạng của nhau, tôn trọng những quyền tự do căn bản của con người. Vì thế ngũ giới là nền tảng căn bản đem lại hạnh phúc cho con người, xây dựng con người sống đúng ý nghĩa văn minh của nhân loại. Ngũ giới là cơ bản đạo đức của người Phật tử khi bắt đầu bước chân trên con đường giác ngộ giải thoát. Thiếu căn bản đạo đức này, dù chúng ta có nói đạo đức cao siêu đến đâu cũng là lối nói rỗng. Sự tu hành thiết thực phải gầy dựng cơ bản trước, sau mới tiến lên những bậc cao siêu. Đó là tầm quan trọng của ngũ giới. Hai La Mã. Định nghĩa: ngũ giới là năm điều ngăn cấm do Đức Phật chế ra, bảo các Phật tử phải tuân hành theo. Sau khi quy y, người ấy đã tự nhận là đệ tử Phật. Để đủ tư cách một Phật tử cần phải gìn giữ năm giới. Năm điều răn cấm này Phật vì thương xót chúng sanh mà chế ra, cốt khiến đời sống họ được an lành hạnh phúc. Gìn giữ năm giới này là vì mình, không phải vì Phật. Hình thức năm giới: Một, không sát sanh. Không sát sanh nghĩa là không được giết hại mạng sống của con người. Chúng ta tự quý sanh mạng của mình, vô lý lại sát hại sanh mạng kẻ khác. Trên lẽ công bằng nhân đạo không cho phép chúng ta làm việc ấy. Nếu làm, chúng ta đã trái lẽ công bằng, thiếu lòng nhân đạo, đâu còn xứng đáng là đệ tử Phật. Giết hại mạng sống người có ba: trực tiếp giết, xúi bảo người giết, tùy hỷ trong việc giết hại. Phật tử không tự tay mình giết mạng người, không dùng miệng xúi bảo đốc thúc kẻ khác giết. Khi thấy họ giết hại nhau, chỉ một bề thương xót, không nên vui thích. Đó là giữ giới không sát sanh. Nhưng suy luận rộng ra, chúng ta quý trọng mạng sống, những con vật cũng quý trọng mạng sống. Để lòng công bằng tràn đến các loài vật, nếu không cần thiết, chúng ta cũng giảm bớt giết hại sanh mạng của chúng. Hai là không trộm cướp. Của cải tài sản của chúng ta không muốn ai xâm phạm đến. Của cải tài sản của người chúng ta cũng không được giật lấy hay lén lấy. Bởi cướp giật hay lén lấy của người là hành động trái nhân đạo, phạm luật pháp, chánh quyền, phải bị trừng phạt. Trộm cướp là do lòng tham lam ác độc, chỉ nghĩ lợi mình, quên nỗi đau khổ của người, mất cả công bằng và nhân đạo. Người Phật tử quyết định không được làm. Ba là không tà dâm. Người Phật tử có vợ chồng đôi bạn như mọi người thế gian khác. Khi có đôi bạn rồi, tuyệt đối không phạm đến sự trinh bạch của kẻ khác. Nếu phạm thì mắc tội tà dâm, bởi vì đây là hành động làm đau khổ cho gia đình mình và gia đình người, tạo thành nguy cơ tán gia bại sản. Do một chút tình cảm riêng tư của mình khiến nhiều người khổ đau liên lụy, quả là thiếu lòng nhân. Để đảm bảo sự an ổn của gia đình mình và hạnh phúc của gia đình người, Phật tử nhất định không phạm tà dâm. Bốn là không nói dối. Nói lời trái với sự thật để mưu cầu lợi mình hoặc hại người là nói dối. Do động cơ tham lam ác độc, sự kiện xảy ra thế này lại nói thế khác, sửa trái làm mặt, đổi phải thành quấy, khiến người mắc họa. Người nói như thế trái với đạo đức, mất cả lòng nhân, không xứng đáng là một Phật tử. Phật tử là người đạo đức nên ăn nói có mẫu mực, thấy biết thế nào nói thẳng thế ấy, không điêu xảo dối trá. Trừ trường hợp vì lợi người lợi vật, không nỡ nói thật để người bị hại hoặc đau khổ. Do lòng nhân cứu người cứu vật, nói sai sự thật mà không phạm. Không nói dối là giữ lòng tin đối với mọi người chung quanh. Năm là không uống rượu. Đạo Phật chủ trương giác ngộ, muốn được giác ngộ trước phải điềm đạm tỉnh sáng.
uống rượu vào gan ruột nóng bức, tâm trí quay cuồng, mất hết bình tĩnh, không còn sáng suốt, trái hẳn mục đích giác ngộ. Chính vì nóng bức cuồng loạn, có những người khi say sưa, tội lỗi họ cũng dám làm, xấu xa gì họ cũng không sợ, mất hết lương tri. Vì thế người biết đạo đức phải tránh xa không uống rượu. Uống rượu chẳng những làm mất trí khôn, lại gây nên bệnh hoạn cho thân thể, còn chi hại cho con cái sau này đần độn. Quả là một họa hại cho cá nhân và xã hội. Người Phật tử vì sự nghiệp giác ngộ, vì lợi ích cho mình cho người, quyết hẳn không uống rượu. Trừ trường hợp mắc bệnh, y sĩ bảo phải dùng rượu và thuốc uống mới lành. Phật tử được uống thuốc rượu, đến khi lành bệnh thì chấm dứt, cần phải trình cho chư tăng biết trước khi uống. Ba La Mã, lợi ích bản thân. Người biết giữ gìn năm giới đã tạo thành căn bản đạo đức và sự an lành cho bản thân. Không sát sanh, bản thân ta không bị người giết hoặc tù tội về giết người, cũng không có thù hận về nợ máu với nhau. Thế là sống chúng ta không kinh hoàng sợ hãi do thù hằn gây nên. Không trộm cướp, bản thân ta không mắc tội tù về trộm cướp. Ở đâu hay đi đến chỗ nào khỏi sợ người theo dõi nghi ngờ. Tới lui tự do, đến đi an ổn, không phải hạnh phúc là chi. Không tà dâm, bản thân ta khỏi phải lao thần tổn trí, khỏi sợ ai bàn tán dở hay, mọi người đều tín nhiệm và tin cậy ta. Bản thân ta trinh bạch, khiến người tự quý mến. Tự mình an ổn, gia đình cũng an ổn. Không nói dối, chính ta không phải hối hận. Lời nói tự có giá trị, gây được niềm tin của mọi người. Người hay nói dối sẽ bị xã hội đánh giá thấp. Đề xướng điều gì đều bị nghi ngờ, làm việc gì ít ai tán trợ. Không uống rượu, chính ta khỏi bị cái tệ điên cuồng mất trí, khỏi gây cho cơ thể bệnh hoạn suy yếu, khỏi bị người khinh thường trong lúc say sưa. Trái lại, bản thân ta điềm đạm bình tĩnh, thân thể khỏe mạnh, đối với mọi người đều được quý kính, sanh con cũng thông minh sáng suốt. Đó là lợi ích bản thân ngay trong hiện tại. Nếu về mai sau không sát sanh, thân tráng kiện sống lâu, không trộm cướp, được tài sản sung túc, không tà dâm, thân thể đẹp đẽ, không nói dối, ăn nói khôn ngoan, mọi người yêu chuộng, không uống rượu, trí tuệ sáng suốt. Bốn La Mã, lợi ích gia đình xã hội. Mọi người trong nhân loại đều tự nhận sanh mạng là tối thượng, biết tôn trọng sanh mạng là nếp sống văn minh, chà đạp trên sanh mạng là con người dã man. Biết giữ năm giới là nguồn hạnh phúc của gia đình, là nếp sống văn minh của xã hội. Đức Phật nhìn thẳng vào con người, đem lại cho con người một đời sống an lành, một gia đình hạnh phúc, một xã hội văn minh. Ngài chế ra năm giới. Sanh mạng là giá trị tối thượng của con người, mọi người đều phải tôn trọng. Vì tôn trọng sanh mạng con người, Phật cấm Phật tử không được sát sanh. Sanh mạng con người được tồn tại vững bền nhờ tài sản nuôi dưỡng, vì tôn trọng tài sản của người. Phật cấm Phật tử không được trộm cướp. Sự sống của con người cần có gia đình. Gia đình là tổ ấm của nhân loại. Tổ ấm ấy bị lung lay là mất hạnh phúc. Vì tôn trọng hạnh phúc của gia đình, Phật cấm Phật tử không được tà dâm. Sự sống chung đụng trong gia đình và ngoài xã hội cần phải tin tưởng nhau. Thiếu lòng tin thì không thể thông cảm thân yêu, vì đem sự tin yêu lại cho mọi người. Phật cấm không được nói dối. Trật tự của xã hội và gia đình là sự an ổn. Một duyên cớ gây xáo trộn trong gia đình và ngoài xã hội là làm mất trật tự chung. Vì tôn trọng trật tự của gia đình và xã hội, Phật cấm Phật tử không được uống rượu. Chỉ trong năm giới thôi, nếu gia đình nào gìn giữ trọn vẹn là gia đình ấy có hạnh phúc. Trên thuận dưới hòa, tình yêu thuần cẩn. Nếu mọi người trong xã hội ứng dụng triệt để là một xã hội văn minh, chan hòa sự cảm thông và thương mến. Chúng ta vì lợi ích bản thân, vì hạnh phúc của gia đình, vì sự an lạc của xã hội, nỗ lực gìn giữ năm giới. Gìn giữ năm giới là tôn trọng nhân bản, là nếp sống văn minh, là nền tảng đạo đức vậy. Năm La Mã, kết luận.
Sự khổ đau tột độ của con người không gì hơn khi họ nghĩ đến sanh mạng họ bị đe dọa, tiền của họ bị mất mát, người yêu họ bị xâm phạm. Chính đây là nỗi thống khổ khắc nghiệt nhất của con người. Vì cứu khổ đem vui lại cho con người, Phật cấm người Phật tử không được làm ba điều ấy. Tình thương vĩnh viễn không có nếu con người không tin tưởng và cảm thông nhau. Điều này cũng là nỗi đau khổ thứ yếu của con người. Bởi vì trong cuộc sống mà không có tình thương là loài người đang lạc loài ở giữa bãi sa mạc hay chốn rừng hoang. Còn đâu sự đùm bọc thân yêu chia sớt cay đắng ngọt bùi. Muốn đem tình thương cho nhân loại, trước tiên phải có tin tưởng thông cảm nhau. Nên Phật cấm người Phật tử không được nói dối. Chính bao nhiêu đó chúng ta đã thấy lòng từ bi lên láng của Đức Phật. Tinh thần cứu khổ ban vui của Đạo Phật đã thể hiện rõ ràng trong năm giới này. Vì thương mình thương người, Phật tử chúng ta phải cố gắng gìn giữ và khuyên người gìn giữ. Đó là căn bản của đạo làm người hiện tại và mai sau. Đi chùa lễ Phật. Một La Mã mở đề. Người xưa nói làm việc có nghĩa do tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa do tâm mê mờ. Chúng ta thao thức ước mơ có thì giờ rảnh đi chùa để được nghe những lời chỉ dạy đạo lý của tăng ni. Quả là do tâm tỉnh ngộ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Nếu chúng ta mong có lúc rảnh để đến hí trường, lại tửu điếm, chính do tâm mê mờ làm động cơ thúc đẩy chúng ta. Chọn lấy một hành động có nghĩa là để làm theo, đích thực là người trí. Chạy theo những hành động vô nghĩa hư hèn, quả là kẻ ngu. Đã có mặt trên cõi đời, chúng ta phải chọn lấy một lối đi để đưa đời mình đến chỗ rạng ngời, tươi đẹp. Vô lý, chúng ta mãi đua đòi theo sự ăn mặc vui đùa, đến một ngày kia thân này sắp hoại, tự ta nghĩ sao về thân phận mình. Vì thế sự đi chùa lễ Phật là một việc làm cho động cơ tỉnh ngộ thúc đẩy, với một tinh thần cố gắng vươn lên, gây dựng cho mình một ngày mai sáng đẹp. Hai La Mã đi chùa. Mục đích đi chùa không phải là để cúng lạy, mà chỉ học hỏi chánh pháp, tập tu đức hạnh. Người Phật tử mới đến với đạo chưa thấm nhuần Phật pháp, nếu không được sự chỉ dạy của tăng ni thì làm sao hiểu đạo tu hành. Muốn hiểu đạo lý, Phật tử tới lui tự viện để thưa hỏi học tập là sự đương nhiên không thể thiếu. Vì sự sống bận rộn ngoài xã hội, Phật tử đâu đủ thì giờ nghiên cứu giáo lý, chỉ gặp tăng ni trong nửa giờ, một giờ. Phật tử có thể học được nhiều điều trước kia chưa biết. Vì thế đến chùa để gặp tăng ni là điều thiết yếu không thể thiếu đối với mỗi Phật tử tại gia. Đi chùa có hai trường hợp: đi chùa ngày thường và đi chùa ngày lễ vía. Đi chùa ngày thường, bất cứ ngày nào thấy rảnh việc nhà, người Phật tử có thể đi chùa. Khi đi chùa, Phật tử phải nhắm thẳng mục đích thưa hỏi đạo lý. Vì hỏi đạo lý, Phật tử phải ghi lại những điều gì mình chưa hiểu để đem ra hỏi. Mỗi lần đến chùa, Phật tử phải có ít nhất đôi ba vấn đề thưa hỏi tăng ni. Những vấn đề ấy hoặc do thấy nếp sống sanh hoạt nhà chùa chưa hiểu đem ra hỏi, hoặc đọc trong kinh sách chỗ nào không biết đem ra hỏi. Biết thưa hỏi như vậy, người Phật tử học đạo rất chóng tiến. Đi chùa hỏi đạo là đúng tinh thần học vấn của người Phật tử. Nhưng cũng có những khi không vì hỏi đạo mà vẫn đi chùa. Đây là trường hợp vì đua chen trong cuộc sống, người Phật tử thần kinh bị căng thẳng, vội vàng bỏ việc đến chùa. Đến đây để ngồi yên trên tảng đá dưới bóng mát tàn cây, nghe tiếng gió thì thào trên ngọn cây, giọng chim líu lo trong cành râm, khung cảnh tịch mịch của nhà chùa khiến tâm hồn lắng xuống, tinh thần dịu lại. Không cần gặp ai, chẳng màng thưa hỏi, chỉ cần mắt nhắm mấy cội tùng xanh,
mũi ngửi mùi hương nhẹ của hoa lan, hoa nguyệt quế. Ngồi đặt lưng tựa bên vách chùa, chúng ta cảm nghe lòng nhẹ nhàng khoan khoái. Những giờ phút này gánh nợ đời quằn quại đôi vai bỗng dưng như quẳng mất. Chính cảnh cô liêu tịch mịch của nhà chùa đã giải tỏa xoa dịu phần nào nỗi bực dọc não phiền của Phật tử. Đến chùa ngày lễ vía, cùng Phật tử với nhau như con một nhà. Những ngày lễ vía là ngày huynh đệ sum họp. Ngày thường mỗi Phật tử có hoàn cảnh riêng, gia đình riêng, ít khi gặp được nhau để thăm hỏi sự tu hành, nhắc nhở nhau về đức hạnh. Nhưng ngày lễ vía ở chùa, toàn thể Phật tử tụ hội về cùng thăm hỏi nhau trong tình đạo bạn, cùng giải bày nhau về kinh nghiệm tu hành. Thật là một cơ hội quý báu. Chúng ta đâu không nghe ông cha chúng ta đã nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Đoàn tụ dưới mái chùa, huynh đệ ngồi gần nhau đàm đạo mật thiết thân tình. Đây là một niềm vui để dắt dìu nhau trên con đường đạo đức. Mến thương nhau, đoàn kết nhau, khích lệ nhau, cùng nỗ lực leo lên cho đến tận đỉnh ngọn giác ngộ. Càng cao cả hơn khi chúng ta nghe Tăng Ni kể lại hành trang nhuộm mùi từ bi đượm màu giác ngộ của chư Phật, Bồ Tát, hoặc nghe giải thích giáo lý cao siêu thoát tục của Phật dạy, làm sáng tỏ thêm đường lối tu hành. Thật là những cơ hội hiếm có để Phật tử thấm nhuần chánh pháp. Giáng mạc trong những ngày lễ vía là một thiệt thòi đáng kể của người Phật tử. Có nghe giáo lý, có học công hạnh của Phật, Bồ Tát, Phật tử mới biết phương hướng tu hành, mới thấy những gương sáng ngời để noi theo. Dù đã quy y mấy mươi năm, không chịu học hỏi giáo lý, không siêng nghe giảng dạy, Phật tử này vẫn mờ mịt không hiểu gì về đạo Phật. Là Phật tử phải tỏ ra xứng đáng với danh nghĩa của mình, nghĩa là học và hành đúng với đường lối Phật dạy. Vì thế, đi chùa nghe giảng là điều tối cần thiết của người Phật tử. Ba La Mã, lễ Phật. Lạy Phật không vì gian sinh tha tội, không vì cầu mong ban ân, chỉ vì quý kính một đấng lòng từ bi tràn trề, trí giác ngộ viên mãn. Vì quý kính công đức trí tuệ của Phật nên chúng ta lạy Ngài. Lạy Phật để thấy mình còn thấp thoải, ti tiện, bỏ hết những thoái ngạo mạn cống cao. Quý kính gương cao cả của Phật để mình noi theo. Phước đức lạy Phật là tại chỗ đó. Lễ Phật vì dẹp ngã mạn. Bản chất con người chúng ta lúc nào cũng tự cao tự đắc, dênh giáo nghênh ngang. Đó là tánh xấu khiến mọi người chán ghét, tiêu mòn công đức. Phật tử biết được cái dở này, kính lạy Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc để diệt trừ tâm ngã mạn của mình. Kính lạy các ngài là tự mình thấy không bì kịp các ngài, biết mình thấp thì tánh ngạo mạn từ từ biến mất. Khi lạy các ngài không mong một ân sủng nào, chỉ vì một lòng kính trọng đức hạnh của các ngài, tự thấy mình hèn hạ thấp thỏi, thế là mọi công đức từ đó phát sanh. Bởi đứa ăn trộm thì phục kẻ ăn trộm giỏi, chàng võ sĩ thì nể tay vô địch. Kính trọng Phật, Bồ Tát, các bậc tôn túc, tự nhiên chúng ta có dự phần trong ấy rồi. Quả như câu nói, kính thầy mới được làm thầy. Chúng ta muốn dẹp bỏ những tánh xấu, tập tành đức hạnh, kính lễ những bậc đức hạnh là điều cần thiết vậy. Lễ Phật vì noi gương. Kính lạy Phật chính vì chúng ta muốn học đòi noi theo gương của Ngài. Tại sao chúng ta phải học đòi noi theo gương của Phật? Bởi vì Đức Phật đã đầy đủ mọi công đức, trí tuệ, từ bi viên mãn nên chúng ta phải học theo. Đây chúng tôi đơn cử một công hạnh nhỏ xíu của Ngài, thử xem chúng ta có theo kịp không. Một hôm Đức Phật một mình mang bình bát vào thôn xóm khất thực, bỗng có một người ngoại đạo biết Ngài và biết rõ Phật đi đến đâu, ác đệ tử của chúng đều bỏ đạo quy kính Phật. Nổi tức, ông đi theo sau lưng Phật mạ lị đủ điều. Phật vẫn chậm rãi tiến bước đều đều, không một lời đối đáp. Đến đầu đường, ông ta chạy đón trước mặt Phật, chặn lại hỏi: Cù Đàm thua ta chưa? Phật ung dung trải tọa cụ xuống đất, ngồi kiết già đọc bài kệ.
Kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên, hơn thua hai đều xả, ấy được an ổn ngủ. Kinh Trung A Hàm. Ngoại đạo hối lỗi an năn lễ tạ. Thử hỏi hành động này của Đức Phật, chúng ta có ai dám tự hào cho mình làm được? Nếu đem danh vọng giá trị so sánh, Đức Phật là một vị giáo chủ trong tôn giáo, một vị thái tử ở thế gian. Chúng ta hiện nay là một tín đồ trong tôn giáo, một kẻ tay trắng ở thế gian. Đức Phật bị mạ lị mà không tức giận. Chúng ta bị mạ lị có tức giận chăng? Nếu chúng ta không tức giận cũng chưa dám bì với Đức Phật, vì giá trị danh vọng của chúng ta có ra quái gì? Huống là bị mạ lị, chúng ta liền nổi giận ầm ầm. Nhìn lại Đức Phật thử xem chúng ta cách Ngài bao xa. Thế thì lại Ngài bao nhiêu mới xứng đáng trong việc noi gương theo Ngài? Đến như tâm từ bi, trí giác ngộ của Ngài sánh với chúng ta thật là trời cao vực thẳm. Đời đời kính lễ Ngài cũng là cái hãnh diện của chúng ta. Biết kính người đáng kính. Thế mà có một ít người thấy chúng ta lạy Phật, họ tỏ vẻ ngạo nghễ. Hãy nghe câu chuyện đối đáp này. Một em gái đi chùa lễ Phật, lễ xong em vừa ra đến sân chùa, gặp một quân nhân đứng ngắm cảnh. Thấy em, quân nhân liền hỏi: "Em đi đâu thế?" Bé gái đáp: "Em đi chùa lễ Phật." Quân nhân hỏi: "Tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, em lễ cái gì?" Bé gái hỏi lại: "Ở doanh trại anh mỗi sáng có chào cờ không?" Quân nhân đáp: "Sáng nào cũng chào cờ." Bé gái hỏi: "Cờ bằng vải bằng màu, tại sao phải nghiêm trang chào?" Quân nhân đáp: "Chào tinh thần tổ quốc được tượng trưng qua lá cờ, chứ không phải chào vải màu." Bé gái nói: "Cũng thế, em lại tinh thần từ bi giác ngộ của Phật được tượng trưng qua hình tượng, chứ không phải lại gỗ lại xi măng." Quân nhân đành thôi. Sáu La Mã kết luận: chọn một hành động có ý nghĩa là con người tỉnh sáng. Khi đã nhận định kỹ việc làm của mình, dù có bị chê khen, chúng ta vẫn an ổn thực hành. Chỉ có những kẻ xu thời, thấy ai khen cái gì chạy theo cái nấy, mới bàng hoàng khi bị ai phê bình hành động của mình. Đi chùa lạy Phật đã mang sẵn những ý nghĩa của nó, dù có ai chê là mê tín, ta vẫn an nhiên. Đạo đức có hay không, do lòng ta biết kính trọng người đạo đức hay không. Do lòng kính trọng mới thúc đẩy chúng ta học đòi và bắt chước theo người đức hạnh. Lạy Phật là động cơ đẩy mạnh chúng ta tiến mãi trên đường giác ngộ.